Thôi chào các lớp, về miền Tây hôm nay chúng ta học bài này ha. Rồi, điệu cha 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 dân ca tempo 120 và tông chúng ta sẽ chơi là la thứ đối với nữ hát các bạn. Rồi, với những tiếng cái bài này thì chúng ta cần những tiếng dành cho những điệu cha 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 dân ca, bài những bài hát nào dân ca như tiếng như là tiếng string nè, tiếng guitar nè, tiếng đàn tranh nè ha, rồi tiếng rap nè, rồi tiếng vậy đại khái những tiếng đó được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài luôn ha. Mình sẽ đọc cho các bạn những nốt intro, intro và solo cả bài. Cũng khá là đơn giản, bài này không khó các bạn ha. Khá là quen thuộc rồi. Rồi, intro nè. La son re, re son, re mi son, la son mi re do. La son re bỏ re thứ, re mi son, la son mi re do. Đô trưởng, chúng ta sẽ cái bài này chúng ta sẽ kết hợp về lắc quãng 8 ra cho càng nhiều càng tốt. Đặc biệt cuối câu chúng ta lắc quãng 8 cho nhiều các bạn cho nó hay các bạn ha. Dân ca thì như vậy. Rồi, la son re, re thứ re mi son, la son mi re do, đô trưởng ha. Rồi, chúng ta sẽ dặm lại mi son mi re do, mi son mi re do. Rồi tiếp tục. Do mi re, re thứ, si re si la son, si re mi la, si re si son la. Ok. Do mi re để re thứ, si re si la son, son trưởng. Si re mi la bỏ la thứ. Si re si son la. Ok, vẫn là la thứ. Rồi, đó là phần intro. Rồi, qua đọc tấu là đơn giản thôi. La re mi son la son mi. Để la thứ và la thứ các bạn. Rồi, re do re mi do la mi. À, vẫn để la thứ luôn đi. Rồi, lại la re mi son la son mi, chúng ta đổi qua đô trưởng đi ha. Rồi, re do re để re thứ. Mi re do son la re do re mi re do son la. Oh, đã về la thứ. Rồi tiếp tục. La la son la son mi son la, để pha trưởng đi, thay đổi chút xíu. Rồi, la la son la do re son la, bỏ về la thứ. Rồi, son mi son la la re mi, bỏ la thứ hoặc đô trưởng gì cũng được. Rồi, để nên để đô trưởng đi, để cô sau chúng ta sẽ về la thứ. Rồi, re do re mi mi, re do re mi mi re mi son la, vậy là thứ. Rồi, rồi xong cái đoạn A. Vụ dụng sẽ qua điệp khúc là mi son la do re son la re mi. Đọc lại mi son la do re son la re mi. À, để là thứ cũng được. Rồi, là do re để re thứ, mi mi do re mi mi là do. Đọc lại là đô rê mi mi đô rê mi mi là đô. Để đô trưởng đi. Rồi tiếp tục. Là sòn, là sòn mi mi đô rê để đề thứ. Si sòn si sòn là la. Đấy vậy là thứ. Ok. Oh, vậy là điểm khúc xong. Qua đoạn B nó bằng giống như đoạn A luôn, y chang luôn. Rồi vậy là xong hết bài các bạn. Đúng chứ, bây giờ mình sẽ làm đọc tấu sơ qua một cái, sau đó mình dần hướng dẫn các bạn điểm hát ha. Rồi, bài này khá đơn giản rồi. Xong đoạn B lặp lại, mình không làm này ha, mất thời gian. Rồi chút sau là hướng vào điểm hát các bạn. Sau khi phần intro của các bạn là các bạn nói là si re si son la nguyện cơn thơ gạo trắng nước trong gì đó. À, rồi, tên, rồi
Cái phần này chúng ta sẽ áp dụng vào kỹ thuật lót câu trong điệu cha cha. Các bạn cứ nhấp vào cái clip mà cách lót câu trong điệu cha cha, mình sẽ đã hướng dẫn các bạn cách lót câu. Ví dụ nè, bùm, tiếng tăng 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 tăng, rồi các bạn cứ xem lại cái clip hướng dẫn cách lót câu trong điệu cha cha cha, sẽ áp dụng vào trong đây. Bài này cũng khá là đơn giản. Rồi chúng ta áp dụng đó vào ha. Rồi bây giờ thêm thắt cuối câu, các bạn có thể dùng tiếng string nè, tiếng string bè theo nè, giai điệu nè. Cũng có thể chúng ta sẽ lắc cuối câu, chúng ta sẽ lắc tiếng đàn tranh theo. Ví dụ nè, liền Cần Thơ gạo trắng nước trầu, vui niềm vui ấm no cuộc sống, tàng tăng tăng ta ra tăng 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 ta ra tăng tăng tăng. Câu này chúng ta sẽ dọc lại cái câu rê đô rê đô rê ha, rê đô rê đô rê mi mi si la son la. Ok, chúng ta dậm lại câu đó rồi tiếp tục la la son la son mi son rê son mi son la đó. Là cái đó sẽ dậm rát vào la 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 ten 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 ten. Này chúng ta có thể áp dụng điệu cha cha vào. Ví dụ cách thứ hai của điệu cha cha có là gì? Có nghĩa bạn đã xem lại cái clip học điệu cha 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 ha. Từng chát 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 nè. Ta đang tăng 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 tăng. Rê đô rê mi mi rê mi son la, chúng ta sẽ đi ngay chỗ cái dứt cái chỗ la. Rê đô rê mi rê mi son la, chúng ta sẽ đi cái câu này vừa dứt ngay chỗ la, chúng ta sẽ làm vào la la đô la mi son son la son rê mi son mi đô si la son la. Ok, đọc lại nốt hai các bạn ha. La la đô la la đô la la đô la mi son son la son re mi son mi do re mi do si la son la. Phần này là như sau, lặp lại nè. La la do la mi son la son re son mi do re mi do si la son la. Nghe cho biết, nghe cho phát mạnh luôn. Đó là re re mi re do re mi re mi son la 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 mi son la son re son mi do re mi do si la. Ok, đó là cái số thầy dậm lại cái câu đó ha. Ngay cái phát mạnh luôn. Là vị trí nốt đầu tiên la là dậm cái phát mạnh ngay cái chỗ nốt người ta dứt câu đó là re mi son la 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 mi son la son re mi son mi do re mi do si la son la son la. Rồi tăng 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 rồi qua điệp khúc. Tôi sẽ dậm lại cái câu này một lần nữa ha, cho các bạn hay nắm ha. Rồi la 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 mi son la son re mi son mi do re mi do si la. Cái phần này qua đây. Rồi qua điệp khúc nha. Tình tăng 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 tăng. Rồi chúng ta có thể dậm lại mấy câu giống như là cái phần giai điệu luôn, dậm lại giống giai điệu luôn. Các bạn này chủ yếu các bạn là dậm lại giống giai điệu là ok rồi. Tăng 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 tăng. Dạ, chúng ta sẽ dậm lại giống giai điệu luôn rồi. Đây, đây đô rê mi mi đô rê mi mi là đô. Tăng 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 tăng. Chơi san cốp. Dứt cái câu này chúng ta sẽ đi cái câu đó là như thế này. Là con là đô rê mi mi si la son si re mi. Rồi đọc nốt luôn các bạn ha. La son la đô rê la son la đô rê mi mi si la son si re mi son la. La nè. La son la do re mi mi si la son si re mi re mi so
son la. Đọc lại. La son la do re mi mi si la son. Si re mi son la. Rồi, làm lại cái câu này ha. Vừa dứt câu vừa dứt điệp khúc. Vậy là xong. Xong vừa dứt câu đó người ta sẽ hát qua bên cái đoạn B. Đoạn B thì nó giống với đoạn A rồi. Bây giờ chúng ta dứt cái điệp khúc nha, rồi chúng ta áp dụng câu này vào. Dứt cái điệp khúc là đô son la son mi mi đô re si son si re si son la la si son si re si la son si re la son si re si son la la. Rồi chúng ta tang 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 la đô re mi mi si la son si re la. Rồi vậy là xong. Rồi giờ nó giống đoạn A rồi, ok, chúng ta không lặp lại lần này ha. Rồi tới cái xong dứt đoạn, sau khi mà dứt đoạn B thì là hết bài tới phần văn tấu. Văn tấu thì trong cái bài này nó có một cái đoạn về lít cái bông à, bông sao đây đấy đây 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 đây, bài chơi cái này như thế nào. Một là chúng ta để luôn cái phần nhịp trống luôn các bạn, để luôn, chúng ta đàn trên đây à, la, la, à. Rồi đọc nốt cho các bạn. La 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 do mi son la mi la. Lại ha, nốt sườn thôi các bạn. La 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 do mi son la mi la. Tiếp tục. La la son do son mi la. Rồi. Diễn để là thứ các bạn ha. Re mi son mi do la. Tiếp tục. Do la do mi re để thứ. Re mi son mi do la. Là thứ. Đô là đô mi rê rê thứ. Rồi lặp lại. La 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 đô mi son la mi la. Tiếp tục. La la son đô son mi la. Tiếp tục. Rê mi son mi đô la. Tiếp tục. Đô là đô mi rê rê thứ. Rê mi son mi đô la. Đô là đô mi rê. Lặp lại hai câu là thôi. Rồi bây giờ theo như chúng ta sẽ đàn áp dụng vào nhịp thì như thế này. Bây giờ nếu chúng ta không áp dụng nhịp vào thì chúng ta có sử dụng nút xoay top, nhưng mà cái nhịp mà phải cứng. Và nếu mà không áp dụng vào nhịp thì chúng ta sẽ đánh xoay top luôn, dậm xoay top thôi. Cuối câu mình dậm ba cái bùm bùm, ok. Các bạn phải cứng nhịp làm cái này, còn thôi thì các bạn cứ để nhịp, các bạn làm bình thường đi ha, để nhịp làm thôi. Rồi xong, vừa dứt cái phần đó chúng ta sẽ làm lại intro của phần đầu tiên. Sau khi là bà áp dụng bài là y chang luôn. Rồi cuối cùng thì kết bài thì các bạn sẽ làm cái phần làm lại cái câu mà bạn dằn giữa đoạn điệp khúc qua cái đoạn B á, là son la do re mi mi si re si la son la son la do re mi mi si la son si re mi re mi son la. Rồi vậy là phần kết bài. Cái bài là như thế này. Rồi, vậy xong, kết bài. Ok, rất bài, rất là dễ. Rồi,
Vậy thì chúng ta xong một bài về miền Tây khá là đơn giản các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công với về miền Tây. Và nhớ đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo nữa nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công với về miền Tây. Và xin chào tất cả, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.